lương luôn luôn được khán giả mến mộ, đặc biệt là được nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú, như là một lời cảm ơn anh đã đóng góp cho lĩnh vực sân khấu cải lương tại Việt Nam của chúng ta. Giờ đây chắc chắn anh sẽ mang lại cho chúng ta một ca khúc thật là có ý nghĩa nhân dịp chúng ta mừng sinh nhật ngày Bác Hồ. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ ưu tú ngôi sao sân khấu Đào Vũ Thanh. Xin mời quý vị chúng ta cùng chúc mừng tốt đẹp đến tất cả quý vị các bạn ở đây. Chúc tất cả quý vị lúc nào cũng được là sức khỏe và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Và xin cảm ơn. Vì nãy giờ MC đã nói rồi, quý vị nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì ạ? Đúng rồi. Mời chúng
quý nghệ tặng cái đầu của Thanh. Cảm ơn âm thanh ánh sáng như là nhạc sĩ hỗ trợ cho chương trình đến đời rất là hay, cảm ơn. Hôm nay Đạo Thanh cũng rất là vui mừng khi được tâm hộ của bà con có bác ở đây, đặc biệt là những YouTuber đến đây để đưa những cái thông tin truyền bá rất ý nghĩa trong ngày mừng sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm nay. Xin mời và một bài nữa có ý nghĩa nhớ cho Bác Hồ, bài hát được mang tên Bác ơi thương nhớ đạo vui của tất cả ngôi trong nguyện xin đi cùng thưởng thức. Cho nên là cái giọng nó hạn chế lắm, cho nên là
hát không được ý của đạo thanh thì quý vị cảm cho. Bây giờ đạo thanh mời Chu Dận, Hổ Phương, Văn Ngọc lên hát song ca với thanh bài Cung Đàn Mới của tác giả Ngô Hồng Thanh. Xin mời đỗ tay Chu Dận lên. Oh,
Xin cảm ơn chị Đạo đã nhìn bên này cho Trung Giang, Nguyễn Cổ, Phương Cân Ngọc. Hát bài nha, mọi người mới mộ cái kìa, hát bài nha. Hát bài nữa nha. Thank you.